Chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Sirius 110 độ siêu khủng giúp lọt món đồ chơi nhức đầu người xem. Yamaha Sirius 110 là dòng xe rất phổ thông bởi nó phù hợp với rất nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt với phong cách là trẻ trung. Dòng xe này được chế trẻ cũng rất là ưa chuộng. Bên cạnh đó, khi các tay độ bắt đầu chơi xe thì nó đã có sự thay đổi ra sao, mời các bạn cùng xem qua clip bên dưới nhé. Khoác cho mình một phong cách tem đấu Spark Nano đầy cứng cáp. Bên cạnh đó còn trang bị thêm rất nhiều món đồ chơi nhằm gia tăng khả năng vận hành cho em nó. Một vùng chơi công nghệ đồng hồ Koso Rx2n, các cụm con dây CIC CB kết hợp với cái tay thắng CRG Fordin, các cụm tay thắng dầu đồ chơi tích hợp bình dầu rời CNC, các cụm tăng tốc uma trên trình gian ngắn hơn, tăng tốc nhanh hơn. Cho lực cổ CNC giúp đầu xe ổn định cho chạy độ cao. Nhìn xuống dàn chân phải được cái heo dầu của Rainbow logo lớn 2m đã xứng, được cố định vào cái phuộc bằng một cái phát CNC. Đĩa của X1r thớt lòng CNC được bắt vào cái đùm gas bằng 4 chú ốc Titan. Để ý lốc máy tải được cái bộ nồi con tài mà chủ xe đã đậu lên cho em nó. Ống xả áp em thon gọn, tuy nhiên lại cho thứ âm thanh là bảo ấm khi chủ xe lên ga lớn. Bộ gác chân của Raider ở phía sau giúp cho xe trông là gọn gàng hơn, lạ mắt hơn rất nhiều. Click 110 độ siêu cứng cáp cùng một loạt món đồ chơi chất. Honda Click 110 hay là Raider 110, 110 là hai dòng xe tay ga khá hot hiện nay. Tuy không được cung cấp trực tiếp cho thị trường Việt Nam, nhưng qua các cửa hàng tư nhân thì người dùng vẫn thể sở hữu được cái mẫu xe này và làm điên đảo chế trẻ ở khắp thị trường Đông Nam Á. Dàn đầu được trang bị cặp thắng CIC làm bằng chất liệu carbon mờ, đem lại cho người nhìn cái sự sang trọng cần có. Body kit ốp chó đèn và ốp đầu làm cho cái dàn đầu trở nên lạ mắt hơn. Che trước được quay lại nhiều góc cạnh hơn. Đĩa kiểu của Rainbow Thái kết hợp cùng heo dầu, quay logo Rainbow lớn, cái dầu gaffer. Phuộc rasi bình dầu rời được bên cái tem của Holland Thụy Điển, nhìn rất là lạ mắt và sẽ làm hại não người nhìn khi bất chợt nhìn sâu qua em nó. Cái phần ống xả được trang trí cái chụp miệng và ốp Click 110 của Titanium, đem lại cái sự mới lạ, sang trọng cho xe hơn. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp, nhớ like, share, subscribe.